Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến Thức Hang. Thì MV Hoa Hải Đường hiện tại đã lọt vào top 1 của YouTube Hang. Thì có nhiều bạn thắc mắc là bài hát này đã đem về cái doanh thu là bao nhiêu trên YouTube. Thì ở đây chúng ta không thể nào mà phân tích được chính xác cái con số mà cái kênh này nó thu về từ cái MV này. Tuy nhiên chúng ta sẽ lấy một con số ước lượng để chúng ta có thể suy ra là cái video này nó đã đem được về bao nhiêu tiền cho chủ kênh. Thì ở đây mình sẽ dựa vào cái RPM của kênh Kiến Thức Hang. Thì ở đây các bạn thấy nè, ở đây có hai cái chỉ số. Một là chỉ số CMB. Thì chỉ số CMB này nó là dành cho cái người chạy quảng cáo ha. Còn cái doanh thu của người làm YouTube là cái chỉ số RPM. Thì ở đây kênh Kiến Thức của mình nó có chỉ số RPM là 0,68 đô. Tức là trên 1.000 lượt xem thì mình sẽ có được cái số tiền như thế này. Thế thì mình sẽ dùng cái chỉ số RPM này để mình áp vào cái video này để chúng ta tính ra được coi thu về bao nhiêu tiền. Thì cái RPM của mình đang là 0,68 đô. Ở đây mình sẽ dùng Excel ha để mình tính ra được con số này. Đầu tiên thì mình sẽ lấy con số 18 triệu. Thì đây là cái số view mà cái MV đã đem về ha. Bây giờ mình sẽ ghi là 1.000 view. Thì chúng ta sẽ được là 0.68 đô. Vậy thì ngay chỗ này nè, nó sẽ ra bao nhiêu tiền? Mình sẽ lập một công thức ha. Mình sẽ lấy cái này. Sau đó các bạn nhân với 0.68 đô. Và các bạn sẽ chia cho 1.000. Chúng ta nhấn Enter ha. Thì các bạn thấy cái doanh thu của MV này hiện nay đem về là 12.240 đô. Thì chúng ta có thể lấy cái này. Chúng ta nhân với tỷ giá ha. Giả sử như bây giờ mình vào cái trang của Vietcombank đi. Các bạn có thể lấy tỷ giá của Vietcombank. Thì tỷ giá ở đây hiện tại đang là 23.070 đồng. Thì mình cứ coi là 23.000 ha. Mình sẽ lấy số tiền này. Mình nhân với 23.000. Thì các bạn thấy cái doanh thu mà cái MV này thu về ước lượng khoảng 281 triệu ha. Thì cái này là mới sau một ngày công chiếu thôi. Thì các bạn thấy chỉ với một MV này thôi thì cái kênh Z97 này ha đã thu về một cái lượng tiền rất là lớn. Và cũng như ban đầu mình nói đó, đây cũng là một con số ước lượng thôi. Bởi vì cái chỉ số RPM trên từng kênh nó sẽ khác nhau. Có thể là cái MV này nó sẽ có cái RPM nó cao hơn so với kênh Kiến Thức ha. Thế thì con số này chỉ là một con số tham khảo ha. Tuy nhiên nó sẽ không có chênh lệch nhiều nha. Thì đó là một cái chia sẻ nhỏ của mình ha về cái phần thu nhập của MV Hoa Hải Đường ha. Thì các bạn có thể hoàn toàn áp dụng cách tính đó ha cho cái lượt view của MV này khi mà nó thay đổi theo thời gian. Thì cũng cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi cái video này ha. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình và để lại những cái bình luận bên dưới nha. Cảm ơn các bạn.